Ukraine phá hủy máy bay quân sự nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine ngày 14 tháng 10 tuyên bố đã phá hủy một máy bay vận tải quân sự đồn trú tại một sân bay sâu bên trong lãnh thổ Nga vào cuối tuần qua. Theo đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết lực lượng nước này đã phá hủy máy bay vận tải của Nga tại sân bay quân sự ở vùng Orenburg, cách biên giới với Ukraine khoảng 1.000 km, vào dạng sáng 13 tháng 10. Những chiếc máy bay như thế này được chế tạo từ thời Liên Xô, chủ yếu được sử dụng để chở lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan này nêu rõ trên các phương tiện truyền thông xã hội. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng đăng tải đoạn video về những gì Ukraine cho là một cuộc tấn công đốt phá, cho thấy ngọn lửa bùng cháy bên trong một chiếc máy bay. Tuy nhiên, phía Kiev không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thực hiện cuộc tấn công này. Theo các nguồn tin, đây là tuyên bố mới nhất của Ukraine về một cuộc tấn công đằng sau phòng tuyến của Nga. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, nhắm vào các địa điểm quân sự và cơ sở năng lượng nhằm phá hoại hậu cần quân sự của Nga. Hiện Nga chưa có bình luận gì về những tuyên bố này của Ukraine. Ukraine lên dây cót giành mũi đất chiến lược để đánh bật Nga khỏi miền Nam. Quan chức Ukraine tuyên bố sẽ giành lại được mũi Kinburn, khu vực chiến lược ở mặt trận miền Nam, có giá trị quan trọng hàng đầu với Nga trong khu vực. Serhiy Brachuk, phát ngôn viên của đơn vị phía Nam thuộc quân đội tình nguyện Ukraine, tuyên bố rằng việc Kiev giành lại mũi Kinburn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhiệm vụ này sẽ phụ thuộc vào năng lực và sự chuẩn bị của quân đội Ukraine, ông cho hay. Quyết định sẽ được cấp chỉ huy cao hơn đưa ra. Giờ đây, chúng ta không thể nói rằng một cuộc tấn công vào Kinburn sẽ diễn ra ngay lập tức. Hoạt động này sẽ được tiến hành một cách toàn diện bằng nhiều phương tiện khác nhau. Câu hỏi không phải Ukraine có giành lại Kinburn hay không, mà là khi nào, và tùy theo khả năng, nguồn lực và nhiệm vụ tác chiến mà chúng ta hiện có. Ông Bratschuk nói. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đang chuẩn bị giành lại Kinburn vì họ coi đây là một trong những hướng tấn công chính ở mặt trận miền nam Ukraine. Hoạt động tác chiến của Ukraine xung quanh Kinburn Spit diễn ra từ từ. Mục tiêu rất rõ ràng, loại bỏ quân đối thủ, thiết bị và làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga tại địa điểm này. Mỗi đất là một điểm chiến lược thiết yếu để tiến lên và giành lại lãnh thổ của chúng ta, ông Bratschuk nhấn mạnh. Ông giải thích tầm quan trọng chiến lược của Kinburn đối với việc khôi phục hoạt động tại cảng Mykolaiv và các tuyến đường thương mại trên biển. Ukraine phải giành lại được Kinburn và toàn bộ khu vực Mykolaiv. Điều này sẽ cho phép cảng Mykolaiv tiếp tục hoạt động, tham gia vào các cảng chính ở Odessa và hướng tới các hành lang xuất nhập khẩu của đất nước chúng ta. Đối thủ giữ chặt vào vị trí này vì nó cho phép Nga duy trì áp lực lên khu vực biển đen phía tây bắc. Nga đang tăng cường nhân sự, vũ khí và đã triển khai một số tàu thuyền từ đội tàu ở Crimea tới đây, ông Bradchuk giải thích. Mũi Kinburn là một giải đất nhỏ được hình thành nơi sông Dnieper gặp biển đen. Theo giới quan sát, phía nào kiểm soát được mũi Kinburn sẽ kiểm soát được lối vào sông Dnieper và các cảng ở Kherson và Mykolaiv. Nga đã giành được bán đảo Kinburn vào tháng 6 năm 2022. Sau khi giành được quyền kiểm soát khu vực, Nga đã tiến hành các cuộc tập kích bằng pháo và tên lửa nhằm vào Ukraine từ đây. Bộ chỉ huy tác chiến phía nam của Ukraine trước đây đã mô tả khu vực này là trọng tâm nguồn lực, vũ khí và thiết bị của đối thủ. Dù Nga đã rút quân khỏi một phần Kherson từ mùa thu năm 2022, nhưng họ vẫn duy trì hiện diện ở Kinburn trong hơn 2 năm qua. Nắm được Kinburn giúp Nga triển khai lực lượng vào sâu Biển Đen, kiểm soát các tuyến đường tới hai cảng Mykolaiv và Kherson, cũng như ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Ukraine vào Crimea. Trong thời gian qua, Ukraine đã thực hiện một số vụ đột kích vào Kinburn nhằm làm tiêu hao năng lực tác chiến của Nga. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, nếu giành lại được mũi Kinburn, Ukraine sẽ nắm được vị trí tiền tiêu cho hoạt động trong tương lai ở bờ trái sông Dnieper, nơi Nga đang kiểm soát. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ nhận định việc Ukraine kiểm soát mũi đất Kinburn sẽ khiến Nga giảm bớt các cuộc tấn công vào bờ biển đen do Ukraine kiểm soát, tăng cường hoạt động hải quân trong khu vực. Ukraine sẽ có cơ hội lớn hơn để tiến sang bờ trái của vùng Kherson mà không phải đối phó với mưa hỏa lực quá lớn của Nga nếu so với phương án vượt qua sông Dnieper. Ukraine đi nước cờ sai, thành trì Donbas bên bờ vực sụp đổ. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 13 tháng 10, tướng Haran Kuzat, cựu tham mưu trưởng quân đội Đức và chủ tịch Ủy ban quân sự NATO từ năm 2002 đến năm 2005, cho rằng kế hoạch của Ukraine nhằm chuyển hướng các đơn vị Nga khỏi vùng Donbas thông qua cuộc tấn công vào tỉnh Kursk đã thất bại vì Nga không cắt giảm các cuộc tấn công trong khu vực. Ban đầu, Ukraine dự tính rằng Nga sẽ rút quân chiến đấu trở lại vùng Kursk nhưng giờ đây điều này lại gây bất lợi cho chính họ vì Nga hiện đang vây ép lực lượng dự bị khẩn cấp của Ukraine ở Donbass. Ông Kuzat cho biết, đồng thời mô tả cuộc tấn công vào Kursk là một hành động tổng lực. Theo tướng Đức, kết quả là Nga đang từ từ tiến vào Donbass với tốc độ phù hợp để giảm thiểu tổn thất. Ông Kuzat lưu ý, Nga đã đạt được những bước tiến gần Pokrovsk, mô tả thành phố này, nơi nằm cách Donetsk khoảng 50 km về phía tây bắc, là thành trì sống còn do tầm quan trọng về mặt hậu cần. Ukraine vẫn giữ vững vị trí của họ nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi thành phố này sụp đổ. Tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine rất nghiêm trọng và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, bất chấp sự hỗ trợ vật chất và tài chính khổng lồ từ phương Tây, ông Kujat nói. Trước tình hình này, ông Kujat dự đoán Ukraine phải đối mặt với xu hướng suy yếu trong cuộc xung đột và quỹ đạo này rõ ràng đang diễn ra nhanh chóng. Nếu không có thỏa thuận chính trị, Ukraine sẽ phải chịu thất bại về mặt quân sự, tướng Đức cảnh báo. Khi giao tranh diễn ra dữ dội ở ngoại ô Pokrovsk, các quan chức Ukraine đã nhiều lần mô tả tình hình ở khu vực này là khó khăn. Một số kênh truyền thông phương Tây cũng cảnh báo việc mất Pokrovsk không chỉ cản trở hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine tại Donbass mà còn giáng một đòn nghiêm trọng vào nền kinh tế của đất nước này. Vì khu vực Pokrovsk đóng vai trò là nguồn cung cấp than chính cho ngành công nghiệp thép và sắt của Ukraine. Pokrovsk nằm trên một con đường quan trọng mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasovsa và Kostantivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ vùng Donetsk. Tuần trước, Serhiy Dobriak, người đứng đầu chính quyền quân sự của Pokrovsk, nói rằng lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược này khoảng 7 km. Theo ông, Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine tại nơi này. Janek Kesselman, Phó chỉ huy Trung tâm Tình báo quân sự Estonia hôm 4 tháng 10 nhận định quân đội Ukraine có thể sẽ mất quyền kiểm soát Pokrovsk trong thời gian tới. Quân đội Nga đã đạt được nhiều bước tiến ở Donbass trong những tuần gần đây, giành quyền kiểm soát hàng chục khu định cư, bao gồm cả thành trì quan trọng Ugoda ở phía nam của mặt trận. Ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga hồi đầu tháng 8. Đây được cho là một phần nỗ lực của Kiev nhằm buộc Nga chuyển hướng nguồn lực khỏi chiến tuyến miền Đông và giúp Kiev có thêm quân bài thương lượng trong các cuộc hòa đàm tiềm tàng với Moscow. Ở hai tuần đầu của chiến dịch, quân đội Ukraine tiến công rất nhanh chóng và kiểm soát gần 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk. Tuy nhiên, cuộc tấn công bắt đầu chững lại khi Nga điều viện binh, tiến hành phản công và giành lại một phần lãnh thổ. Nga tiếp tục đạt được các bước tiến ở mặt trận miền Đông Ukraine và khẳng định chiến dịch của Ukraine ở Kursk đã thất bại khiến Kiev mất hơn 20.000 quân. Theo các nhà phân tích, chiến dịch Kursk của Kiev có thể đã tạo điều kiện để Nga tiến công nhanh chưa từng có và tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Bốn kịch bản với xung đột Nga, Ukraine nếu ông Trump tái đắc cử. Cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục khiến dư luận tò mò về những khả năng có thể xảy ra trên chiến trường Ukraine nếu ông trở lại Nhà Trắng. Trong khi Mỹ lên dây cót cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, một câu hỏi vẫn khiến dư luận quan tâm là liệu chính sách của Mỹ đối với Ukraine sẽ thế nào nếu cựu tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Trong trường hợp ông Trump trở lại Nhà Trắng, diễn biến của cuộc chiến Ukraine sẽ phụ thuộc phần lớn vào liệu chính quyền mới có coi việc hỗ trợ cho Ukraine rủi ro hơn so với không hành động gì hay không, xét cả về khía cạnh an ninh, chính trị và kinh tế. Ngoài ra, cục diện xung đột còn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của các chủ thể quan trọng khác như Nga, Ukraine, các quốc gia châu Âu và Trung Quốc. Trên cơ sở đó, trang for Worldview nhận định bốn kịch bản chính có thể xảy ra với chiến sự Nga-Ukraine nếu ông Trump tái đắc cử. Kịch bản thứ nhất, đóng băng xung đột. Một kịch bản có khả năng xảy ra là xung đột đóng băng với một lệnh ngừng bắn mong manh nhằm tạm thời chấm dứt tình trạng thù địch nhưng không có thỏa thuận hòa bình. Ở kịch bản này, Mỹ có thể không cắt viện trợ hoàn toàn và bỏ mặc Ukraine, nhưng mức độ cắt giảm viện trợ của Washington sẽ đủ để buộc Ukraine phải tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trên thực tế ukraine đang phải đối mặt với những hạn chế cả về trang thiết bị và nhân sự trong khi đó nền kinh tế nga đến nay hoạt động tốt nhưng vẫn có những dấu hiệu quá tải việc tạm dừng giao tranh sẽ tạo điều kiện cho cả hai bên phục hồi và điều chỉnh cộng đồng quốc tế cũng có thể đưa ra các hỗ trợ cho cả hai bên bao gồm viện trợ để tái thiết ukraine và giảm nhẹ một số lệnh trừng phạt đối với nga đây là một kết quả không hoàn hảo nhưng có thể chấp nhận với cả hai bên Kịch bản này cho phép Nga củng cố các khu vực đã sáp nhập từ Ukraine và chuẩn bị lực lượng nếu cuộc chiến tiếp diễn. Một cuộc xung đột đóng băng cũng đảm bảo NATO không mở rộng hơn nữa về phía đông, một xu hướng mà Moscow cho là gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Trong khi đó, châu Âu có thể tiếp tục tập trung củng cố quân đội Ukraine nhằm ngăn chặn Nga phát động các cuộc tấn công mới. Lệnh ngừng bắn như vậy là khả thi bởi theo một số phân tích của Reuters, Nga sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng xung đột. Hơn nữa, một số chính phủ và tổ chức chính trị phương Tây cho rằng một giải pháp đàm phán là trong tầm tay và nên được khuyến khích. Họ cân nhắc đến yêu cầu hàng đầu của Moscow là làm chậm hỗ trợ quân sự và đóng băng quá trình Ukraine gia nhập NATO. Còn đối với Ukraine, việc thiếu viện trợ từ Mỹ sẽ khiến họ khó tiếp tục cuộc chiến vì lo ngại mất thêm lãnh thổ. Kịch bản 2, Mỹ duy trì viện trợ khiến xung đột có nguy cơ leo thang hơn. Nếu ông Trump giành chiến thắng, cuộc chiến ở Ukraine có thể tiếp tục rằng co với nguy cơ Mỹ tham gia sâu hơn nữa ông có thể duy trì các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Ukraine, từ chối thúc đẩy Kiev đàm phán, tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine theo nhiều hình thức khác nhau từ cấp vũ khí đến chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ huấn luyện binh sĩ. Nếu Mỹ duy trì ủng hộ Ukraine, cuộc chiến có nguy cơ leo thang ác liệt hơn. Để đưa ra những đáp trả cứng rắn hơn trên chiến trường, không loại trừ khả năng ông Trump sẽ thay đổi tính toán của Mỹ và cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí mà chính quyền hiện tại coi là lằn danh đỏ ông cũng có thể cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Giống như Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Trump hoàn toàn có khả năng đề cập tới lá bài vũ khí hạt nhân trong những gian đe của mình. Ông có thể tiếp cận vấn đề hạt nhân không theo những quan điểm chính thống thận trọng cũ kỹ mà theo những quy tắc riêng để củng cố vị thế của Mỹ và Ukraine trên bàn đàm phán. Mặc dù luôn chỉ trích chính quyền hiện tại về việc viện trợ cho Ukraine, nhưng chấm dứt khoản viện trợ đó không phải điều dễ dàng đối với ông Trump. Ngay cả khi ông thực sự có ý định từ bỏ Ukraine, ông sẽ phải đấu tranh trong chính đảng của mình. Ông Trump được cho là vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định đối với đảng Cộng Hòa, nhưng ông vẫn gặp khó khăn để thống nhất ý kiến về các vấn đề liên quan đến chính sách với Nga và Ukraine. Vào năm 2017, Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Nga mà Nhà Trắng không muốn. Cho tới nay, sự ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine vẫn tồn tại giữa các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa và trong cử tri Đảng Cộng Hòa. Ông Trump nhận thức được điều này, hơn nữa ông cũng biết việc cắt viện trợ cho Ukraine sẽ ảnh hưởng tiêu cực thế nào đến hình ảnh của mình. Bài học nhãn tiền chính là cuộc rút quân khỏi Afghanistan và hậu quả nó để lại cho chính quyền của Tổng thống Biden. Có lý do để tin rằng những tuyên bố của ông về chấm dứt chiến tranh ở Ukraine mang tính hùng biện và tuyên truyền cho chiến dịch tranh cử hơn là hành động cụ thể. Tuyên bố có thể kết thúc chiến tranh trong 24 giờ với nỗ lực thúc đẩy Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán không đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ có thái độ hành động hòa hoãn và nhân nhượng với Nga để đổi lấy đàm phán hòa bình như một số ý kiến. Từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump không công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hoặc sự hiện diện quân sự của nước này tại miền đông Ukraine. Ông cũng phá vỡ chính sách của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama bằng cách gửi hỗ trợ quân sự sát thương cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa chống tăng Javelin. Hai quốc gia Montenegro và Bắc Macedonia đã được kết nạp vào NATO với sự chấp thuận của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump. Tại Syria, Mỹ cũng đã có hành động quân sự chống lại Nga vào năm 2018. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump chưa phải đối phó trực tiếp với cuộc chiến nào. Từ năm 2017 đến năm 2021, Nga không có bất cứ động thái quân sự lớn nào. Tuy nhiên, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ tiếp theo có lẽ sẽ chứng kiến Ukraine thất bại trong cuộc chiến lớn đầu tiên của châu Âu kể từ năm 1945. Với viễn cảnh như vậy, vị thế của Mỹ trên thế giới sẽ bị đe dọa nghiêm trọng và việc đổ lỗi cho các chính quyền trước đây không thể giúp cải thiện tình hình. Hơn nữa, Mỹ có quyền lo ngại việc cắt giảm viện trợ cho Ukraine sẽ khuyến khích Trung Quốc tăng cường hoạt động ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương khi chứng kiến sự thiếu kiên quyết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh. Nhiệm kỳ tiếp theo của ông Trump, nếu thực sự xảy ra, không ngoại trừ khả năng làm xung đột leo thang. Phong cách giao tiếp và làm việc của ông có thể kéo theo rủi ro. Nếu không thể kết thúc xung đột trong vòng 24 giờ như đã hứa, ông Trump được cho là sẽ chuyển hướng sang tăng cường sức mạnh và can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine. Khi đó, Nga sẽ buộc đáp trả tương xứng và khiến quy mô xung đột mở rộng hơn nữa. Với kịch bản này, cuộc chiến giữa Nga, Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt, đòi hỏi khoản lớn chi phí kinh tế, quân sự và thiệt hại về người ngày càng tăng đối với cả hai nước. Tuy vậy, việc Mỹ duy trì hỗ trợ sẽ cho Ukraine thấy được sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ hơn từ phương Tây. Kịch bản 3, thúc đẩy Nga và Ukraine đàm phán chấm dứt xung đột. Trong khi chính phủ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẵn sàng phối hợp với Mỹ bất kể Tổng thống tiếp theo là ai, nhiều người Ukraine lo lắng kế hoạch chấm dứt xung đột của ông Trump đồng nghĩa với các viện trợ quân sự cho Kiev. Điều đó khiến Ukraine phải đưa ra lựa chọn, tiếp tục chiến đấu mà không có bất kỳ sự hỗ trợ bổ sung nào của Mỹ và chịu tổn thất lớn hoặc đàm phán hòa bình theo các điều khoản bất lợi. Khả năng này được đưa ra dựa trên những động thái và phát ngôn gần đây của ông Trump về Ukraine trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây nhất, ông chăm nhắc lại tuyên bố nếu tái đắc cử, ông có thể chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông làm điều đó bằng cách nào, ông đã không đưa ra câu trả lời. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters năm ngoái, ông nói, Ukraine có thể phải nhượng lại một số lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình. Với khẩu hiệu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, MAGA, trong nhiệm kỳ của mình. Ông Trump đã điều chỉnh chính sách đối ngoại Mỹ theo tôn chỉ nước Mỹ trên hết với việc rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris hay hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Với tinh thần này, ông Trump cũng không cam kết viện trợ thêm cho Ukraine nếu trở lại Nhà Trắng và yêu cầu các nước châu Âu phải tăng khoản đóng góp. Ông thậm chí còn đề xuất Mỹ không nên bảo vệ các đồng minh đóng góp không đầy đủ cho NATO. Trước đó vào tháng 2, ông Trump nỗ lực kêu gọi Đảng Cộng hòa ngăn chặn thượng viện thông qua gói viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine. Cựu tổng thống cũng từng tuyên bố Mỹ nên ngừng viện trợ nước ngoài trừ khi viện trợ đó được cung cấp dưới dạng khoản vay. Ngoài ra, cần tính đến động cơ cá nhân của ông Trump để lý giải vì sao trường hợp này có thể xảy ra. Cựu tổng thống bị cho là có khúc mắc với chính quyền Ukraine từ năm 2019 khi ông bị buộc tội can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump đã gây áp lực buộc tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải công bố cuộc điều tra về tổng thống đương nhiệm Joe Biden nhưng phía Ukraine từ chối. Tuy nhiên, khả năng đạt được một cuộc đàm phán hòa bình không chỉ phụ thuộc vào hành động từ phía ông Trump, mà còn phụ thuộc cả vào những tính toán và lợi ích chiến lược của nước Nga. Từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm, lập trường của Tổng thống Vladimir Putin là sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine nếu Kiev từ bỏ ý định gia nhập NATO và rút quân khỏi bốn khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập là Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Ông Putin nhấn mạnh mục tiêu của Moscow là chấm dứt xung đột chứ không chỉ đơn thuần là đóng băng. Thêm vào đó, Ông yêu cầu các quyền, sự tự do và lợi ích của công dân nói tiếng Nga tại Ukraine phải được bảo vệ đầy đủ, mọi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga phải được dỡ bỏ. Tuy nhiên, một thỏa thuận cuối cùng làm hài lòng cả hai bên và dẫn đến một giải pháp hòa bình vĩnh viễn cực kỳ khó. Bởi cả Nga và Ukraine đều muốn kiểm soát các khu vực mà Nga đã sáp nhập kể từ năm 2022. Trong khi đó, Nga không chấp nhận một thỏa thuận mà cho phép Ukraine gia nhập NATO. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng không có ý định từ bỏ tham vọng này. Kịch bản 4, Ukraine cố gắng kéo NATO vào cuộc chiến. Đây là kịch bản xấu nhất cho các bên liên quan trong cuộc chiến, nhưng ít có khả năng xảy ra. Trong kịch bản này, Kiev nhận thức được rằng nếu ông Trump tái đắc cử và cắt viện trợ cho Ukraine, họ sẽ không có sự đảm bảo về an ninh, chính trị và vật chất. Hơn nữa, Ukraine rất có thể cũng sẽ mất dần ủng hộ từ khối NATO. Do đó, để bảo vệ đến cùng lợi ích của mình, Kiev dường như ngày càng mạo hiểm hơn với nước cờ tấn công vào lãnh thổ Nga. Ngay cả khi điều này có nguy cơ kéo theo hành động trả đũa của Moscow và bắt đầu một vòng xoáy leo thang ăn miếng, trả miếng, cuối cùng gây ra cuộc xung đột lớn hơn giữa Nga và NATO. Một trong những nguyên nhân có khả năng nhất dẫn đến một cuộc xung đột mở rộng như vậy là Ukraine vi phạm các hạn chế của phương Tây và sử dụng vũ khí của họ cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng khác. Tuy nhiên, kịch bản này gần như không thể xảy ra vì Kiev biết các cường quốc phương Tây sẽ không thể mạo hiểm xung đột trực tiếp với Nga. Hơn nữa, nếu xung đột Nga, NATO xảy ra, nó đồng nghĩa với thế chiến thứ ba. Chính quyền ông Trump gần như sẽ giảm hỗ trợ cho Ukraine để chuyển hướng nguồn lực. Như vậy, sau hơn 2 năm kể từ khi cuộc chiến trên bộ khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ thế chiến thứ hai nổ ra, cả Moscow và Kiev đều cho biết họ đang cân nhắc khả năng đàm phán dù chưa thể hiện rõ quan điểm về lệnh ngừng bắn sẽ như thế nào. Hai bên đều đang chú ý đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Trong cuộc bầu cử năm nay, chính sách đối ngoại đã trở nên có sức nặng và là vấn đề đáng quan tâm đối với cử tri. Do đó, có thể nói, cục diện xung đột Ukraine gắn chặt với kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang đến gần, một cuộc thăm dò mới từ tờ báo Wall Street Journal đã tiết lộ những quan điểm thú vị của cử tri tại các bang chiến địa về khả năng giải quyết các cuộc xung đột quốc tế. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chiếm ưu thế rõ rệt so với Phó Tổng thống Kamala Harris trong vấn đề đối ngoại, đặc biệt liên quan đến các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông. Điều này không chỉ phản ánh sự phân hóa trong quan điểm chính trị, mà còn cho thấy sự quan tâm của cử tri đối với các vấn đề toàn cầu đang diễn ra. Theo cuộc thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal tại bảy bang chiến trường, cựu Tổng thống Donald Trump có lợi thế hơn Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris trong vấn đề đối ngoại, đặc biệt là các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông hiện nay. Cụ thể với câu hỏi ai có khả năng giải quyết xung đột ngạo Ukraine tốt hơn, tỷ lệ cử tri lựa chọn ông Trump là 50% và bà Harris là 39%. Với câu hỏi tương tự về cuộc chiến Israel-Hamas, 8% số người tham gia khảo sát bày tỏ tin tưởng cựu lãnh đạo Nhà Trắng sẽ kiểm soát khủng hoảng tốt hơn. Trong khi đó, chỉ 33% cử tri cho rằng bà Harris sẽ làm việc này tốt hơn, cách biệt tới 15 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 và khảo sát tổng cộng 2.100 cử tri về mỗi câu hỏi liên quan tới Israel và Ukraine với biên độ sai số là 2,1 điểm phần trăm. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa nhấn mạnh, nhiệm kỳ của ông tại Nhà Trắng là thời kỳ tương đối hòa bình trên toàn thế giới. Cựu Tổng thống cũng tuyên bố ông có thể giải quyết cả hai cuộc xung đột một cách nhanh chóng nếu ông giành chiến thắng vào tháng 11 tới. Sự ủng hộ đối với ông Trump cả trong vấn đề Ukraine và Trung Đông một phần là nhờ vào các cử tri độc lập. Gần một nửa trong số họ cho rằng cựu Tổng thống sẽ xử lý tốt hơn cuộc xung đột Nga-Ukraine, trong khi chỉ khoảng một phần ba ủng hộ bà Harris. Về cuộc chiến Israel-Hamas, 43% cử tri độc lập đánh giá ông Trump tốt hơn, trong khi chỉ 26% ủng hộ bà Harris david lee một nhà thăm dò ý kiến cho đảng cộng hòa cho biết trong thời gian ông trump làm tổng thống iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm được iran hậu thuẫn đã phát động các cuộc tấn công vào lực lượng mỹ ở trung đông và nga được đánh giá là có hành động gây hấn hơn chống lại mỹ và các đồng minh của washington trên toàn thế giới tuy nhiên ở giai đoạn đó không có cuộc xung đột nào xảy ra ở mức độ tương đương với xung đột ở ukraine và trung đông hiện nay Chúng tôi đã lái xe từ Texas và mất hai ngày để đến đây. Tôi muốn con mình trải nghiệm sự kiện trọng đại này. Đó là điều cần thiết cho đất nước để mọi người nhận thức được giá trị của những gì đã làm nên đất nước này. Chúng tôi đã phải ngủ trong xe tải suốt 48 giờ qua vì tất cả các khách sạn đều kín chỗ. Nhưng điều tuyệt vời là tôi không nghe thấy một lời phàn nàn nào từ các con. Chúng rất hào hứng và chúng tôi ở đây để chứng kiến khoảnh khắc này. Đây là cuộc meeting thứ hai mà chúng tôi tham gia, lần trước ở Glendale, cách đây vài tháng. Chúng tôi rất thích các sự kiện như thế này. Tôi đã theo dõi ông Trump từ những năm 80, và vấn đề lớn nhất đối với tôi là an ninh biên giới. Là một cựu nhân viên thực thi pháp luật, tôi không thể tin rằng chính quyền hiện tại lại cho phép người khác vào đất nước này sau sự kiện 11 tháng 9. Điều đó thật sự khiến tôi thất vọng, vì chúng ta không biết ai đang ở đây cùng chúng ta chúng tôi có mặt ở đây hôm nay để ủng hộ cựu tổng thống trump chúng tôi đã đứng chờ một giờ để tham gia cuộc biểu tình ở glendale ông ấy là người đàn ông mà chúng tôi tin tưởng chúng tôi yêu cầu một biên giới an toàn và kinh tế thịnh vượng thời gian qua chúng tôi đã có nhiều cơ hội việc làm và chúng tôi muốn thấy ông ấy trở lại chúng tôi mong đất nước mình trở lại quỹ đạo ổn định điều tôi mong muốn là chúng ta không bị lôi kéo vào nhiều cuộc chiến. Tôi hy vọng ông ấy sẽ trở lại để chúng ta có thể đạt được hòa bình toàn cầu và không phải tham gia vào những cuộc chiến ủy nhiệm ở những nơi như Ukraine và Israel. Đặc biệt, dưới thời ông ấy, không có cuộc chiến nào mới được bắt đầu tôi cũng khao khát giá cả trở lại hợp lý giá thực phẩm xăng dầu và nhà ở đều đã tăng vọt dưới chính quyền hiện tại Tôi đã có mặt ở đây từ 5 giờ sáng cùng con gái. Sự hiện diện đông đảo của người ủng hộ và việc có nhiều máy quay ghi lại điều này là rất quan trọng. Chúng tôi muốn mọi người thấy rằng có rất nhiều người đứng về phía ông ấy. Tôi tin rằng ông ấy là tổng thống tốt nhất cho đất nước. Trong 4 năm ông ấy cầm quyền, chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian tốt đẹp nhất, không có lạm phát, giá xăng hợp lý. Ông ấy đã thực hiện mọi điều mà ông ấy hứa hẹn kết quả của cuộc bầu cử tổng thống mỹ sắp tới có thể tác động sâu sắc đến hai cuộc xung đột nói trên do những khác biệt lớn giữa ông trump và bà harris về cách giải quyết ông trump đã tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở ukraine và phản đối việc gửi thêm viện trợ quân sự cũng như tài chính cho kiev ông nhiều lần chỉ trích tổng thống ukraine volodymyr zelensky người mà ông đã gặp vào tháng trước trong cuộc tranh luận trực tiếp vào ngày 10 tháng 9 với bà Harris, ông Trump từ chối nói rằng liệu chiến thắng của Ukraine có phải vì lợi ích của Mỹ hay không. Kế hoạch hòa bình do người đồng hành liên danh tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ J.D. Vance đưa ra cho rằng Nga nên giữ lãnh thổ mà họ đã chiếm được và Ukraine sẽ bị cấm gia nhập NATO. Dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, Mỹ đã chi hơn 100 tỷ đô la Mỹ viện trợ, bao gồm cả vũ khí cho Ukraine. Bà Harris đã nhiều lần khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và cũng đã nhiều lần gặp Tổng thống Zelensky. Cả bà Harris và ông Trump đều ủng hộ Israel trong cuộc chiến với Hamas, nhưng hai người có cách tiếp cận khác nhau đối với cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông. Trong khi ủng hộ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Israel, bà Harris cũng nhấn mạnh đến việc cần phải ngừng bắn ở Gaza và Liban. Ông Trump không nói nhiều về quan điểm của ông với cuộc chiến ở Trung Đông, nhưng cựu Tổng thống kêu gọi Israel kết thúc những gì họ đã bắt đầu. Quan điểm chung của cựu Tổng thống về việc thu hẹp sự can dự của Mỹ ở nước ngoài được các cử tri đồng tình, bao gồm cả Ruby Stronier, một cử tri đảng Dân Chủ ở bang Pennsylvania đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020 và bà Hillary Clinton vào năm 2016, nhưng đang nghiêng về việc bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 11 tới. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, theo luật sư Glenn Kirchner, ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể đã vi phạm một đạo luật liên bang khác khi có thông tin cho rằng ông và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vẫn giữ liên lạc sau khi cựu Tổng thống Mỹ rời nhiệm sở. Xuất hiện trên YouTube cá nhân, luật sư Glenn Kirchner đã đề cập đến các cuộc điện đàm được nhắc tới trong cuốn sách World sắp phát hành của nhà báo Bob Woodward và thảo luận về việc liệu chúng có vi phạm đạo luật Logan hay không. Đạo luật Logan được Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1799, cấm công dân tham gia vào hoạt động ngoại giao với các chính phủ nước ngoài đang có tranh chấp với Mỹ. Luật sư Kirchner nói rằng, vi phạm đạo luật Logan có thể bị phạt tới 3 năm tù. Vậy nên, tất cả chúng ta đều muốn biết liệu ông Donald Trump có vi phạm đạo luật Logan hay không. Và đây là câu trả lời, có thể ông ấy đã vi phạm. Ông Kirchner cũng cho biết thêm, dựa trên các chi tiết trong cuốn sách, có đủ bằng chứng để FBI có thể và nên mở một cuộc điều tra về bản chất thực sự của những cuộc gọi này. Cuốn sách có tên World Trích dẫn hàng trăm giờ phỏng vấn trực tiếp, đồng thời chỉ ra nhiều chi tiết mới về các cuộc đối đầu căng thẳng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump và người kế nhiệm ông Joe Biden. Ngoài ra, cuốn sách cũng đề cập đến 7 cuộc địa đàm giữa cựu tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo điện Kremlin kể từ đầu năm 2021 cho đến nay. Một lần trong số đó, ông Trump đã yêu cầu phụ tá rời khỏi phòng để hai người có thể trò chuyện riêng tư. Hiện, CNN đã mua bản quyền cuốn sách này trước khi nó chính thức được phát hành vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đáp lại tuyên bố trên của ông Kirchner, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Stephen Chung cho rằng cuốn sách này chỉ là những lời bịa đặt. Hôm mùng 9 tháng 10, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng xác nhận với Bloomberg rằng mặc dù ông Trump đã gửi cho Tổng thống Putin các thiết bị xét nghiệm COVID-19 vào năm 2020, nhưng không hề có cuộc điện đàm nào diễn ra giữa hai người tại thời điểm này. Luật sư Kirchner không phải là người đầu tiên lên tiếng về việc liệu ông Trump có vi phạm đạo luật Logan hay không. Theo hãng tin Axios, một phát ngôn viên cho chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết, việc ông Trump tham gia vào hoạt động ngoại giao khi đã rời nhiệm sở có thể được xem là bất hợp pháp theo đạo luật Logan. Quan điểm cũng nhận được sự đồng tình từ cựu cố vấn Nhà Trắng của ông Biden là bà Susan Rice thông qua một bài đăng trên mạng xã hội X. Sáng 14 tháng 10, quân đội Israel xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay của lực lượng Hezbollah vào căn cứ quân sự ở khu vực Yamina, miền Bắc Israel, đã khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 7 người khác bị thương nặng. Theo các nguồn tin truyền thông và các đơn vị cứu hộ Israel, có tới hàng chục người đã bị thương do các mảnh vỡ từ vụ nổ của máy bay. Đây được xem là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất cho Israel do Hezbollah thực hiện trong một năm qua sự việc này diễn ra sau khi đại diện hezbollah đưa ra tuyên bố rằng xung đột với israel mới chỉ bắt đầu và israel vẫn chưa cảm nhận hết sức mạnh thực sự của nhà vũ trang này ngay sau vụ việc mỹ đã tuyên bố sẽ gửi quân đội và hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tới israel theo các nguồn tin, hệ thống mà Mỹ nhắc đến chính là hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối tiên tiến nhất hiện nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết việc triển khai quân đội và khí tài này là để bảo vệ đồng minh, trong bối cảnh Israel chuẩn bị trả đũa vụ việc Iran đã phóng gần 200 tên lửa vào nước này trước đó. Một số hãng truyền thông dẫn lời các quan chức Mỹ cuối tuần qua cho biết Israel đã xác định được các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng tại Iran có khả năng sẽ trở thành mục tiêu cho cuộc tấn công trả đũa. Tuy nhiên, không có mục tiêu nào trong số đó liên quan đến cơ sở hạt nhân. Israel vẫn chưa ấn định ngày thực hiện cho cuộc tấn công này. Các chuyên gia nhận định rằng việc Mỹ tham gia sâu vào tình hình Trung Đông có thể là dấu hiệu cho thấy màn trả đũa của Israel sẽ rất nghiêm trọng. Quân đội Israel đã tuyên bố rằng Iran có thể phải đáp trả. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Galan, cũng nhấn mạnh rằng bất cứ ai tấn công Israel sẽ phải chịu hậu quả và cuộc tấn công của Israel sẽ chính xác và gây bất ngờ. Ông cũng khẳng định rằng Iran sẽ không biết điều gì đã xảy ra và không thể lường trước được hậu quả. Trước những động thái này, Ngoại trưởng Iran, Abbas Arachi đã cảnh báo rằng việc Mỹ triển khai quân đội để vận hành các hệ thống tên lửa tại Israel đang đặt tính mạng của binh sĩ Mỹ vào vòng nguy hiểm. Ông cũng khẳng định Iran đã nỗ lực ngăn chặn xung đột toàn diện trong khu vực, nhưng vẫn sẵn sàng cho xung đột và sẽ không có ranh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của Iran. Liên quan đến tình hình tại Liban, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố rằng các tay súng Hezbollah sẽ không được phép quay lại các làng biên giới phía nam Liban. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cho rằng đã đến lúc rút lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ra khỏi khu vực này những tuyên bố này đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng hiện diện quân sự của Israel tại vùng biên giới với Liban trong tương lai. Sáng 14 tháng 10, theo trang tin ACS của Mỹ, người đứng đầu cơ quan tình báo Shimed của Israel, ông Ronan Bar, ngày 13 tháng 10 đã có chuyến đi bí mật tới Cairo, Ai Cập để thảo luận với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Abbas Kamen về việc khôi phục đàm phán ngừng bắn. Nguồn tin cho biết, một trong các nội dung thảo luận trọng tâm là vấn đề cửa khẩu Rafah trên đường biên giới chung giữa giải Gaza và Ai Cập. Khu vực này đã bị Israel kiểm soát từ hồi tháng 5, khi lực lượng phòng vệ Israel mở chiến dịch bộ binh vào phía nam Gaza. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã không đạt được bất kỳ đột phá nào. Giới chức Ai Cập và Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin này tiến trình đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas dưới sự trung gian của Mỹ, Ai Cập và Qatar đã bị đình trệ từ nhiều tuần trước, sau khi quân đội Israel chuyển trọng tâm tác chiến về mặt trận phía Bắc, tức chiến trường Liban. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại mặt trận Gaza, bao gồm các nỗ lực chấm dứt chiến sự tại đây bị lãng quên, trong bối cảnh dư luận đổ dồn sự chú ý vào chiến trường Liban, cũng như cục diện đối đầu quân sự nguy hiểm giữa Israel và Iran.